cung cấp các loại chuột chuyên game, các loại tai nghe gaming cực chuẩn và những bàn phím cơ siêu nhạy, nơi tư vấn lắp ráp máy tính chuyên game. Nếu có nhu cầu hãy liên hệ ngay Tú Lê Gaming Gear. Bạn muốn mua accept giá rẻ hãy đến với xóm đất rẻ 24h.com. Ép rào cái nè, bạn này mình ép rào spot nè, flash 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 đó, đúng rồi hợp lý luôn. Ấy là không ai. Ê, có hàng. Nấp. Đông nha. Cứu. Đừng có chết. Ui đông lắm các bạn ơi. Tôi nghe nó chạy quá trời. Ôi sau lưng mình. Trời ơi. Ở đây nữa. Vẫn còn. Ui giời ơi. Làm cái gì vậy mấy bạn? Hả? Ok, và xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một khẩu M4A100 Farmer. À không, trong này làm gì có Transformer. Nói chung là giống Transformer nó vãi cả trưởng luôn các bạn. Đây là một khẩu M4A1 nha anh em. Tôi nghĩ là cái khẩu này chắc chắn nó sẽ lấy ý tưởng từ M4A100 Farmer cho coi. Nhìn khá giống đó các bạn. Nhìn cũng đẹp đấy. Ok, let's go nha anh em. Chờ một xíu vào intro đã. Lúc nào cái game này lúc nào nó cũng vô, nó cũng phải có đoạn intro như thế này. Thôi xong rồi, vô cái map gì đây? Vô cái map mà mình không biết chơi nữa thì thôi á. Vô đây nó còn loát một cái rồi nè. Nó tưởng nó loát intro là nó loát đủ rồi. Ok, không sao. Map mới thì mình trải nghiệm thôi các bạn. Không có gì hết. Đây là M4A1 à. Cũng kiểu Transformer nha. Đấy, cũng hợp lý. Ở cái map mình nhìn quen rồi nha. Cái map mình nhìn quen giống là dinh thự cấm quá ta. À ha, có khi nào là dinh thự cấm không ta? Đúng rồi, dinh thự cấm nè các bạn. Ôi tưởng thế nào, hóa ra cái map dinh thự cấm. Ui nhìn lạ quá các bạn ơi. Đúng lạ luôn anh em à. Đây cửa chính A nè, cổng đây. Ôi bây giờ mình chạy ra ngoài là có mấy thằng nó kê ngắm ở ngoài cây dừa nè, đúng không? Đó. Ồ nhìn lạ quá. Ai còn một thằng ơi, cho một miếng bắn thử khẩu này coi. Cho một miếng. Nhà nó. Chạy đâu rồi. Lậm luôn. Ok, cảm ơn anh em nha. Để bây giờ tôi sẽ đi lòng vòng cái map này. Cái map này nó rộng lắm. Ở bên CF Việt Nam á, nó cũng rất là rộng luôn các bạn ơi. Cái map này tôi sẽ đi lòng vòng cho anh em trải nghiệm nha. Let's go. Nhảy qua luôn. Ơi nhảy bị vướng nè. Ồ thằng kia nó chạy theo sau tôi, bị bắn nè. Chuyên gia luôn. Thằng nào mà đi ra sau á là sẽ bị ngắm, nó bắn bên kia, bắn qua. Ồ 5 thùng nè, bây giờ nó chuyển thành nè. Nhìn lạ quá các bạn. Rồi chạy đâu vậy? À ai bao tiền. Mít có các bạn ơi. Ở dưới. Rồi lậm tiền. Cái khẩu này á nó cũng có 30 viên nữa các bạn ơi. Nó giống Crossfire Zero. Quá díu luôn các bạn ơi. Được không? Bình thường á mấy khẩu này á lúc mới mua về á nó sẽ không có giảm thanh đâu các bạn ơi. Mà các bạn muốn có giảm thanh á, các bạn phải mua, các bạn lắp vô. Ui cây dừa nè, đây là cây dừa đấy. Nhìn lạ quá nhờ. Mình nó còn một thằng thôi, không một thằng thôi. Nó lại thẩm du ở nhà rồi. Lên em. Thẩm du á. Không thấy ai. Chạy nguyên vòng quanh map luôn. Ấy đặt số 4 rồi. Lè. Chắc không bê quá. Nãy giờ tôi ở bên Nam mà 3-1 không chụp cũng què các bạn. Tốc độ. Ấy có cái lỗ nè. Ấy có cái lỗ nó trên cao B kìa. Ui tôi thấy nó trên cao B luôn các bạn. Có cái lỗ nè. Vui thật sự luôn á. Hai. Ấy cửa số 4 đáng lẽ là phải ấn nút bỏ súng ra, ấn nút cho nó chân thật chứ, đúng không mọi người? Làm mọi thứ đều chân thật rồi, bây giờ gửi số 4 là không chân thật.
Bên game CSGO á, RC4 là nó có hai cái sợi dây nó cắm xuống hay sao á. Còn game này á, RC4 mình vẫn phải gỡ bằng suy nghĩ. Ui, team mình có vẻ là hơi mạnh hơn á. Ê, lại có cửa sổ nữa nè. Lại có thêm cửa sổ nữa. Ê, ngồi xuống bạn ơi. Ngồi xuống. Ô, có thêm cửa sổ nữa nè. Hay thế nhờ. Được luôn. Map quá nhiều cửa sổ luôn. Nhìn lạ lắm các bạn ơi. Nhìn lạ lùng lắm. Tôi sẽ cố gắng là đan xen giữa xếp Việt Nam với lại là xếp HD nha, cho anh em trải nghiệm sớm. Nhiều lúc sau này á, lỡ có ai mua cái game này về một cái, anh em đỡ bỡ ngỡ đúng không? Cơ mà nãy giờ á, bắn nãy giờ mà chưa biết khẩu súng này tên là gì. Có ba có kìa. Anh em cứ gọi là Transformer đi. Transformer cũng được. Ôi, nó bắn dính tường luôn kìa. Dính vào tường luôn kìa. Cái thằng kìa. Trời ơi, tôi thấy nó bị bắn xong nó cắm cái đầu vào tường luôn các bạn. Hai. Ván này mình qua B đi. Qua B đi. Đây. Qua B nhỏ dễ nè. Phải chạy review map chứ hả. Ok, đây là khu B nha nè. Đúng kiểu dính tường cấm luôn. Trên này là hotel nha. Đây. Hotel nãy mình cũng chạy qua rồi. Đây có quầy hotel nè, quầy tính tiền nè. Ê, trúng chân rồi kìa, trúng chân rồi kìa. Ui, bắn mà bốc khói luôn mà. Đây. Ôi, nó lên rồi kìa, nó yếu lắm rồi. Nó lên. Mày hả con, chạy nhanh lắm. Ê, nó bắn súng gì vậy? Bắn súng gì đây? RPK. Ôi, nhìn lạ thế. RPK đây, đúng rồi, RPK đây. Nói gì vậy? Vẫn còn. Làm cái gì lên ai mày? Thôi ơi, chắc hết rồi quá. Thay đổi súng rồi đã. Vẫn bắn Transformer nó hợp lý. Cậu này dễ cưng team hơn. Nó còn 3 thằng. Ê. Rồi xong, team mình ngẫm hết rồi. Nó qua A hả? Bên A. Ai đây có phút nè. Té các bạn ơi. Tôi hết đạn luôn rồi. Là đổ khẩu súng rồi nè. Đây có khẩu súng nè. Ngắm mà. Ôi. Trời ơi. Biết thế là cầm khẩu RPK từ nãy đi. Khẩu Transformer của mình còn có mấy viên à. Mặc dù á là tôi đặt tên cho cái khẩu này là M41 Transformer, nhưng mà thật ra cái tốc độ thay đạn với lại là tốc độ bắn á, nó y hệt như là M41 thường thôi. Đây. Cũng giống như là game Crossfire Zero đó. Nhưng mà rất tiếc là Crossfire Zero nó không tồn tại được lâu. Cái map này á, bình thường là phải bắn ngắm cơ các bạn ơi. Bắn ngắm, à. Rồi một thằng rụng rồi. Có nghe gì đó. Rồi ok, một thằng rụng rồi đó. Cũng ngắm cho cây dừa á. Ván này khu A chắc đông các bạn ơi. Tôi nghĩ là khu A đông á. Ngoài A vẫn còn nha anh em. Đây, cái flash nè. Lũ đạn hay flash gì đó. Khu A đông. Smoke nè. Ok, đi qua smoke rồi biết. Nó thì cổng á. Ui, đông lắm các bạn ơi. Nghe phút quá trời luôn nè. Cổng rồi. Vô đây. Ê. Rồi. Nhìn cái gì. Sẽ bốn rơi luôn. Ui, tôi báo an cả là team mình nó về quá trời luôn nè. Bên nó còn một thằng ơi. AK-47 nè. Chơi cái game này á, mình hết đạn cái làm nhặt ngay súng khác liền các bạn. Đây. RPK nè. Trời ơi. RPK này bác chỉ bắn zombie thôi á, hết ý luôn các bạn. C4 hồi nãy nó trong B mà, quên trong A mà. Nó phải về nó nhặt mà, có khi nào nó móc nhà mình rồi á, có thể. Còn có một thằng này. Bomb spotted. Móc nhà mình chắc luôn rồi. Móc nhà rồi. Ờ, đây nè, cái dừa nè, sao lại cái dừa nhờ. Ôi, chết luôn rồi, hai. Cái game này á, chơi là không cần báo vị trí đâu các bạn ơi. Bởi vì là nhiều lúc là đồng đội mình á, chỉ cần nhìn thấy được ở đâu á, nó sẽ hiện lên mini map liền rồi các bạn. Không cần nó báo vị trí đâu. Tôi thấy cái chức năng này á, nó cũng khá giống là ngoài đời. Ví dụ như ngoài đời nha, anh em mà gặp một thằng nào á, là anh em sẽ báo vị trí nó liền, đó. Trừ khi anh em mà ngẫm củ tỏi á, là lúc đó anh em không báo được thôi. Cái game này cũng vậy thôi.
Cây dừa quá trời luôn kìa, cây dừa quá trời luôn kìa. Thì mình ép A. Kìa tụi mày, kìa tụi mày. Không thấy ai. Đồng đội mình nó gặp hết là cái chấm vàng nó tự dưng nó biến mất rồi. Nói gì nhiều quá nhờ. A nè, A nè, khu A nè. Chưa. Xa水道, khu B, ở khu A. Một thằng. Sao? Mày á con, vỡ mồm liền. Sao mà chơi với tôi được hả bạn, hả? Khó nhìn lấy quá nhờ. Rồi. Ui. Trời ơi, dữ quá nhờ. Được không mọi người? Ghê không? Đỉnh không? Để bên nè. À, lại là tôi đây, là Ace đây. Bây giờ mình sẽ qua bên phía của bên L. Không biết qua bên L như thế nào. Ý. Ok, let's go baby. Lúc đầu thấy là lạ, bây giờ qua đây thấy bình thường rồi. Sao nhìn cái gì, múc nhau không? Qua B đi. Qua B đi, tôi phải đi hotel quá các bạn. Nó sẽ hay dẹt qua. Trên cầu có hay sao rồi. Không biết mấy cái thùng này đục được không ta. Chắc vẫn đục được đó nhờ. Hotel có nha. Cái map này á, gần là nó khóa lên hotel lắm. Qua, bên qua có. Trời ơi, team mình lúc nào cũng có trên bản đồ hết. Ê, nó bắn nè. Ui, đâu thế? Đùa. Nếu mà. Hay. Ô, cái map này, tại sao có cái lỗ như thế này? Tôi nhớ là bên dinh thự cấm á, làm gì có cái lỗ như thế này. Ủa lạ đó nhờ, cái map này kỳ lạ luôn á nhờ. Thấy chưa, mặc dù là mình nói mình quen map á, nhưng mà có nhiều cái ô như thế này. Nhiều lúc nó núp trong đó sao mình đỡ được các bạn. Sao mình đỡ được đúng không? Ấy. Ui, may quá. Trời ơi. Còn khu B thôi, tôi yếu rồi. Còn khu B. Ê, nó treo. Mày. Còn có súng nha, súng nó hết đạn rồi. Qua đặt xe 4 đi. Khu bé bạn ơi. Khu bé, qua chơi đi bạn ơi. Tôi đặt quả xe 4 xuống đó đã. Đây, cho anh em xem quả xe 4 nè. Đặt xe 4 rõ ràng bằng tay nè. Nhưng mà khi mà gỡ xe 4 á, mình gỡ bằng ý nghĩ. Ồ, cái map này không cho mình nhìn qua nữa các bạn. Ê, đứng cao mid nó không thể nhìn qua được, nó biết rồi. Bên nó còn một thằng thôi, sao mà căng thẳng như vậy. Tôi yếu máu rồi. Đây, có hàng. Ê, đừng có chết tôi nha. Đi cổng quá. Ui. Lẫm tiền, trời ơi. Cái gì cũng phải để tôi là sao vậy hả? Một round nữa nè. À, nhiều bạn hỏi là làm sao để tải cái game này về hả? Cái game này tải không được nha anh em. Nếu anh em có cái... Save Wii á, thì anh em vô anh em tải được. Nhưng mà bây giờ á, bên Save Wii á, nó làm hơi gắt. Thật sự luôn, làm rất là gắt cái vụ mà đăng nhập bằng cái tài khoản. Bởi vậy á, hack nó khó lắm các bạn ơi. Game này tôi nghĩ cũng chả có hack đâu các bạn. Cái game này á, lập một cái account rất là khó luôn các bạn. Mua một cái account nó cũng càng khó hơn, nó bắt xác minh đủ thứ. Ê! Thôi. Rồi, nhấn mặt hả mày. Đây nè, cái hốc nè các bạn. Trời ơi, chui đây mà nấp nữa thôi, đóng cửa lại. Rất tiếc là cái map này nó không có cửa thôi. Ui, đâu thế? Bắn thế mà nó không chết kìa. Cao. Rồi, chết rồi. Nhẫn mặt hả mày. Lên B nè, khi mà nó lên B rồi. Ok, lên B đặt xe 4. Đây, tôi đây. Xe 4 này. Ơ, trên cao vẫn còn kìa. Ơ, thằng nó chưa chết à. Ui, tôi tưởng nó chết rồi chứ. Tôi bắn nó chưa 89 rồi kìa. Tôi bắn cái thằng ở dưới. Thằng kia cũng còn có 5 máu à. Bắn nó chết nhanh quá, mình cứ tưởng cái thằng kia chứ. Rồi. Rồi, không sao. Trận đấu nó sẽ căng thẳng khi mà bên kia nó win. Đi hotel tiếp nè. Cái map này làm tôi nhớ tới một cái map nào đó bên CSGO nha. Nhìn nè. Y hệt luôn các bạn ơi. Nói chung là rất là giống. Hotel có. Nó mới ném đồ đạn xuống. Ok, mày ép đi con. Ép xuống đây các bạn. Nó vừa ném gì xuống đúng không ta? Anh em có để ý không? Cái đồng hồ trên tay tôi nè.
nó hiển thị lượng máu các bạn ơi. Hôm bữa nó hiển thị giờ rồi, bây giờ nó chuyển sang nó hiển thị nhịp tim với lại là lượng máu còn lại, trong khi là bên trái nó có hiển thị lượng máu rồi. Trong A đâu, trong A đâu, trong A đâu, trong A đâu, đâu vậy Vũ ta, Vũ ta, trời ơi. Thôi win rồi hả? Ok, cảm ơn anh em đã xem clip này nha. Nếu thấy hay thì tụi lên một like một share nha. Nếu thích tôi làm về cái CMHD này á, anh em nhớ cho tôi một like một comment nha. Cảm ơn tất cả mọi người.